Này là có nhiều tập thứ 10. Và này là như thế nào là có biết sợ? Ở đây này hiện giả, vị tỷ khưu suy nghĩ, các ác quất thiện pháp không khởi lên nơi ta, nếu chúng khởi lên có thể đưa đến bất lợi, vị ấy có biết sợ. Các ác quất thiện pháp khởi lên nơi ta, nếu chúng không bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi, vị ấy có biết sợ.